Không. Con chào thầy, con tên là Thục Uyên. Hôm nay con đã học thầy Quang từ đầu tháng 7. Hôm nay con xin phép được đánh tất cả các bài thầy Quang đã dạy cho con. Và con mời thầy và gia đình cùng lắng nghe ạ. Thôi con vừa qua đi, chuẩn bị đi nhanh nhé. Để. Bài đầu tiên con đánh là Big Ben, là tháp đồng hồ thuộc công trình nhà quốc hội ở thủ đô London. Rồi, tự nhiên đi con, bắt đầu. Con trong này còn nói tiếng Anh được không? Holden à la me dặn chơi trên biển. Bài con đánh bài thứ bảy là hai bài rồi, bài thứ năm, bài thứ ba chứ. Vẫn là bài thứ tư. Bài thứ năm. The Music Land. Là kết thúc bài nào thì con phải nói là kết thúc bài này. Con đánh tốt rồi đấy. Thank you.
7 năm, phát triển. Nội dung là gì đấy? Tức là đây là dòng suối chảy ạ. À, đúng rồi. Nghĩa là gì? Bài này có nghĩa là chú bộ đội ạ. Tiếp theo đây.
Còn đấy, cô nhìn vào đây. Đã ra hết bài số 8 ạ. Còn nhanh nhận. Bài số 9. The Seven Winner. Tức là ông cụ thợ máy, ăn thợ mộc ạ. À, tốt, tốt quá, đúng rồi, con đánh được đấy. Bài số 10 là nội dung gì đây? The song of candy. Baby candy. Tức là cô bé đi mua chậm. Rồi. Con rồi thì thành ra nào bắt được cái này. Nội dung con nói bằng tiếng Anh thế nhưng nội dung tiếng Việt thế nào? Nội dung nghĩa là ông mặt trăng. Người đàn ông mặt trăng. Nào.